Hổm rày về Tết vui không các bạn? Chứ còn mình thì vui dã man luôn á. Còn muốn biết vui như thế nào thì cùng xem nha. Let's go. Hello, sau khi về quê thì mình đã dành ra một ngày để nghỉ ngơi rồi, cho nên là hôm nay mình sẽ hết đất 100 cái. Do là trong những cái ngày thư giãn của mình cho nên là mình chỉ tập nhẹ nhàng như vậy thôi. Mà tính ra về quê mình ăn cũng thoải mái lắm các bạn. À, bánh chưng, bánh tét, bánh dày gì mình ăn mỗi cái miếng miếng gì đó. Tại vì mình biết á là cái việc mập nó phụ thuộc vào cái việc calo in, calo out chứ không phải là mình ăn cái gì đâu nha các bạn. Mình dám tuyên bố với các bạn không có bất kỳ một cái món ăn nào mà ăn vô là mập mà ăn vô là giảm cân hết trơn á. Nãy giờ cũng được 50 cái rồi đó. Tập vài cái cho nó vui vẻ, khỏe khoắn, thoải mái tinh thần đồ. Chứ mình cũng đang trong cái ngày nghỉ mà các bạn cũng đừng có tập cái gì mà nó cao siêu nó nặng quá. Xong 100 cái hết đất rồi sướng toàn thân hết trơn á. Ngoại yêu nhõng nhẽo kêu mình chở Linh nó thắt câu đài cắm bông với ngoại. Một mình ngoại cầm bông, ngoại cắm không được. Xong cái có mình cái ngoại để dưới đất. Wow. Ngoại muốn con đi theo chơi với ngoại thì nói đi, có gì đâu ngại không biết. Nhưng mà mình nhìn kỹ thì thất câu đài họ đầu tư và thiết kế nhìn cũng đẹp đó các bạn. Ê nhưng mà cái trái này nhìn giống cái con gì trong phim Pokemon đó các bạn. À khó hiểu quá, thôi xá về nhà thôi. Thiệt chứ có ai nuôi con chó nào như con chó này không? Quý chủ gì mà quý dữ không biết. Ghét quá được coi bắn pháo một mình luôn. Xong cái mình về ngủ tới mùng 1 hôm sau tỉnh dậy thấy cậu lì xì cho mình. Mình vui quá mình lì xì lại cho Dựng Hai, chúc cho Dựng Hai năm mới có một mảnh đất cho riêng mình. Mẹ mình thấy vậy vui quá lì xì cho con của Dựng Hai chúc lại cho mẹ mình. Mình cũng thấy vui quá lì xì lại cho dì Hai chúc cho mình năm mới phát tài phát lộc. Ôi cả nhà mình lì xì cho nhau thật là vui quá, thật là vui ghê. Cái chèo vô ra đường mùng 1 cũng đông vui quá trời nè. Mấy năm qua tình nó dấn tình như cái chùa Bà Đen vậy đó. Mà năm nay chả hiểu cái vụ gì mà tại sao nó lại đông vuông như thế này ta. Thiệt là lạ quá. Lạ quá cho nên là mình sẽ tấp vô ăn một tô hoành thánh. Hoành thánh hết rồi nên mình kêu một tô phở bò tái nạm. Quay sang thấy bé này dễ thương quá nên mình quay luôn. Đến tối thì mình đi chơi cho đốc với gia đình. Đến đây là hết clip rồi. Các bạn thấy Tết của mình vui không? Xin chào các bạn, mình là Anh Fitness.